Xin chào quý vị và các bạn, tôi bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, chuyên gia đào tạo đầu tư bất động sản vùng ven và ven khu công nghiệp. Tại sao tôi không đầu tư đất trung tâm mà tôi chỉ đầu tư vào đất vùng ven và ven khu công nghiệp? Thì đây là một vài những cái lý do sau để giúp cho các bạn hiểu được là những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp ấy, họ sẽ không lao đầu vào bất động sản vùng trung tâm nữa. Thứ nhất, khi mà các bạn mới đầu tư ấy, các bạn sẽ thấy rằng là mua một cái lô đất nó phải thật đẹp, vị trí đẹp, đường đẹp. Lô đất mà hai mặt tiền thì các bạn sẽ càng ngày càng thích, đúng không? Và cái thứ hai nữa đó là gì? Đường ở phía trước ấy là phải đường nhựa, đường trải asphalt. Giá nó có thể cao hơn so với bình thường một chút, các bạn vẫn sẵn sàng mua, bởi vì trong túi các bạn đang có tầm 2 hoặc 3 tỷ, nó vừa với cái nhu cầu của mình. Do vậy các bạn xuống tiền sẽ rất dễ, đúng không? Nhưng các bạn không hiểu được đó là gì, sau khi các bạn mua xong cái lô đất 2-3 tỷ đó thì các bạn sẽ thấy rằng là đợi hoài mà cái lô đất đó nó không tăng giá. Mình mua, mình đầu tư là mình cần cái lợi nhuận. Nhưng tại sao đất nó không tăng giá? Bởi vì chủ đầu tư người ta đã kè sẵn rồi. Cái giá đất ở khu vực đó đang ở cái đỉnh điểm, nó là khoảng bao nhiêu thì người ta sẽ bán ra ở tầm đó. Và khi mà chúng ta mua đất vào ấy thì chúng ta phải chờ đợi mất khoảng 2 đến 3 năm sau chúng ta mới có cơ hội bán ra để lãi được khoảng độ 50%. Nếu các bạn lướt sóng, các bạn có thể lãi được 5 hoặc 10%. Với một cái đất 3 tỷ các bạn mua xong, các bạn bán ra, các bạn có thể bán được 3 tỷ 2 hoặc 3 tỷ rưỡi. Như vậy là các bạn lãi được khoảng đâu đó 500 triệu mà chia cho 3 tỷ là 1/6, tương đương với khoảng 17%. Thì như vậy cái lợi tức của các bạn nó sẽ không đạt được những kỳ vọng, đúng không ạ? Còn đối với cái đất vùng ven trung tâm thì khi mà chúng ta mua cái đất vùng ven trung tâm thì đều là những cái đất mà rất là rẻ tiền thôi. Chúng ta cũng đừng mua những cái đất trên 5 triệu Việt Nam đồng, mà hãy lựa chọn những đất nào thật rẻ, nó rơi vào tầm cỡ khoảng 2 triệu rưỡi, 3 triệu quay đầu. Thì như vậy khi mà chúng ta mua được cái lô đất đó, chúng ta sẽ cố gắng xem trước cái quy hoạch trên thông tin online hoặc là thông tin land ấy, là cái con đường nó sẽ phóng và mình sẽ đi tìm những cái khu đất mà ở rìa cái con đường đó. Thì khi con đường đó sau 2 năm hoặc 3 năm con đường đó nó hình thành, nó bắt đầu được đền bù và được giải phóng mặt bằng và được làm, thì như vậy cái đất của mình nó sẽ tăng giá lên rất là nhanh. Đang mua từ 2 triệu nó có thể tăng lên 10 triệu và các bạn có thể lãi được gấp 5 lần chỉ sau từ 2 đến 3 năm. Vậy thì cái câu chuyện là một bên là lãi gấp 5 lần và một bên là lãi gấp 0,5 lần thì các bạn lựa chọn bên nào? Một bên là sự an toàn và nhìn thì thấy đẹp, một bên thì là lô đất của nó nhìn trông xấu bẩn bẩn và cảm thấy rằng là nó có sự bất an. Các bạn sẽ đặt ra câu hỏi, nếu tôi mua ở vùng ven mà nó đường nó không làm thì làm sao? Thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó thiếu sự tự tin và nó không có sự chắc chắn. Còn bên này lãi có 0,5 lần thôi, nhưng các bạn hoàn toàn thấy chắc chắn và thấy rằng là nó đẹp, nhìn cái lô đất nó đẹp, nó phê. Nhưng các bạn khi đi đầu tư, các bạn hãy nhớ một điều, đó là gì? Lợi nhuận quan trọng hơn là đẹp, lợi nhuận quan trọng hơn là vị trí. Các bạn đừng nghĩ là vị trí khi đi đầu tư bất động sản nữa, mà hãy quan trọng đó là gì? Lợi nhuận. Khi mà đầu tư vùng ven mà lợi nhuận 2 năm, sau 2 năm hoặc 3 năm lợi nhuận gấp 5 lần, và đầu tư đất vùng trung tâm sau 2 năm đến 3 năm các bạn lợi nhuận có 0,5 lần, thì bạn sẽ đầu tư đất nào? Đấy là do lựa chọn của các bạn. Còn riêng tôi là tôi quan tâm đến lợi nhuận khi đi đầu tư, chứ không quan tâm đến lô đất đó đẹp hay không đẹp. Nên tôi sẽ lựa chọn đó là đầu tư đất vùng ven. Đối với tôi, đầu tư đất vùng ven sẽ là tâm điểm và sẽ là cái quan trọng nhất khi mà tôi đi đầu tư như vậy. Chúc anh em có một cái quyết định đúng đắn khi đi đầu tư, mới đầu tư cũng được hoặc đầu tư lâu năm cũng được, sẽ có một cái quyết định đúng đắn các bạn nhé.
các bạn hãy ấn nút subscribe và chia sẻ cái video này để cho nhiều người được biết hơn nữa. Khi mà tôi ra video tiếp theo ấy, các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái video đó.